Thưa quý vị và các bạn, Hòa Bình còn được biết đến với nhiều món ăn đặc sản từ cá sông Đà, trong đó cá ngần, một loại cá không xương chỉ sống ở vùng nước trong và được chế biến thành rất nhiều món, không chỉ người lớn mà trẻ nhỏ cũng rất thích ăn những món ăn được chế biến từ loại cá này. Trong chuyên mục Món ngon hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về những món ăn được chế biến từ cá ngần. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cá ngần sông Đà hay còn gọi là cá ngần. Loại cá này có cơ thể trong suốt hoặc trắng muốt, khi trưởng thành vẫn giữ lại một số đặc tính con non. Đây là loài cá nổi tiếng sinh sống ở vùng nước trong của sông Đà. Loài cá mềm như bún và trong như thủy tinh này thường được người dân biết đến với rất nhiều món ngon. Tuy nhiên, vì cá chỉ xuất hiện một mùa duy nhất vào khoảng từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 6 hàng năm, nên người dân thường mua để chế biến những món ăn ngon từ loại cá đặc sản này. Vào cái thời gian này thì cá ngần cũng được bán rất là nhiều, nó đang vào mùa ấy. Thì gia đình cũng thường xuyên là mua cá ngần về ăn, bổ sung vào trong các cái món ăn trong bữa cơm, ví dụ như là các món nấu canh chua, hoặc là ví dụ như là làm chả cá ngần, hoặc là rán giòn cho các bạn trẻ nhỏ, các bạn ấy rất là thích. Cá này thì đặc tính là nó không có xương, thế trẻ con các bạn ấy ăn rất là yên tâm. Loài cá nhiều dinh dưỡng này có thể chế biến thành rất nhiều món ngon như chiên giòn, sốt chua ngọt, nấu canh chua, băm với thịt làm chả, làm trứng đúc. Và đúng là vị ngọt, thơm và mềm của cá dễ dàng mê hoặc bất kỳ ai lần đầu thưởng thức. Lạ ở chỗ, những con cá tuy bé, không xương này, lúc được nấu chín thì lại rất dai mà không hề nhũn nát. Cá có vị ngọt tự nhiên, không có mùi tanh. Do vậy, không chỉ người lớn mà trẻ con cũng rất thích ăn các món ăn được chế biến từ loại cá này. Nắm bắt được nhu cầu thị hiếu của người dân trong mùa cá ngần, các hộ tiểu thương kinh doanh cá tại các chợ trên địa bàn thành phố Hòa Bình hiện đã kinh doanh thêm loại cá ngần, bởi cá ngần là loại cá đặc sản, chỉ có một mùa trong năm và được nhiều người nội trợ lựa chọn. Cá ngần ấy thì là nó chỉ là vào thời vụ thì là bắt đầu từ đầu tháng 3 đến tháng 4, tháng 5 mới là vào trung giữa vụ đấy. Thế là cá ngần này thực sự là nó không có xương răm, cho nên người dân là rất là thích ăn. Đấy, nó dễ ăn, ăn kiểu gì nó cũng ăn được. Nấu này rồi rán rồi làm chả các loại. Đấy. Dễ ăn thì trẻ con người già nó ăn được hết. Bà Nguyễn Thị Hiền ở tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình là một hộ kinh doanh cá 15 năm tại chợ Nghĩa Phương, thành phố Hòa Bình. Và gia đình bà Hiền cũng là một trong những gia đình chuyên khai thác cá tại lòng hồ Hòa Bình. Bà cho biết, mỗi một mùa cá ngần, gia đình bà vừa đánh bắt, thu mua và tiêu thụ khoảng 20 tấn cá ngần. Trước kia, nguồn cá ngần không nhiều như bây giờ, và việc tiêu thụ cá ngần của gia đình bà chủ yếu cho người dân ở Hòa Bình. Mấy năm gần đây, cá ngần xuất hiện rất nhiều trên sông Đà và thường đi theo từng đàn. Điều này cho thấy thiên nhiên đã ưu đãi cho Hòa Bình nguồn lợi thủy sản đặc sản. Do là loại cá chỉ sống ở vùng nước trong và là cá sống trong tự nhiên chứ không phải là cá nuôi, nên thịt cá đảm bảo sạch và khi chế biến thì lại chế biến được nhiều món ngon nhưng dễ làm. Tiếng lành đồn xa, rất nhiều người biết đến và hiện bà Hiền còn gửi cá ngần đi cho nhiều nhà hàng ở các tỉnh thành trong cả nước. Cá ngần thì của nhà vừa đi đánh bắt này, xong bắt đầu là trực tiếp là các em đi đánh bắt của nhà, còn đâu thì bác bán ở tại chợ luôn. Mà cái cá ngần này thì ăn rất là ngon, nấu canh chua này, rồi là nấu dứa này, rồi là rán chả, rán trứng, đấy, làm thập cẩm, thì rất là ngon. Vì là loài cá chỉ xuất hiện theo mùa, nên bà Bùi Thị Hiền ở tổ 5 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, cũng như các gia đình khác đã lựa chọn cá ngần để chế biến các món ăn ngon cho gia đình. Thường thì gia đình tôi rất thích ăn cái món cá ngần. Cá ngần là một cái loại cá đặc biệt, đặc sản của sông Đà. Cái món cá ngần thì rất là dễ chế biến và lại còn nhanh nữa. Có thể là gia đình khoảng 4-5 người ăn thì một bữa canh cá ngần thì khoảng 3-30 nghìn là đã được một bát canh cá ngần rất là ngon. Thế và đặc biệt cá ngần thì chỉ có ở sông Đà, không có cá nuôi ở ao hay hồ hay suối. Đấy là một cái đặc biệt của cái món cá ngần. Gia đình tôi thường hay chế biến rất là nhiều món. Ví dụ như là nấu canh chua này,
Thế rồi rán chả cho trẻ con ăn, trẻ con cũng rất là thích, mềm, không có xương. Thế bà lại còn rang giòn nữa, chiên giòn với cùng các cái loại gia vị thì là ăn rất là ngon, dễ ăn mà lại rẻ tiền. Món canh chua cá ngần được nhiều gia đình lựa chọn trong thực đơn bữa ăn ngày hè với vị chua chua, thanh thanh, quyện với vị ngọt của cá thật thanh mát. Món ăn này rất phù hợp với những buổi trưa hè nóng bức. Để có một bát canh chua cá ngần ngon, rất đơn giản. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có 200 g cá ngần rửa sạch để ráo nước, dứa thái miếng, cà chua thái nhỏ, vài quả sấu, me hoặc nước mẻ lọc bỏ bã, 5 tép tỏi bóc vỏ đập dập, thịt là rau răm, rau ngổ, hành lá thái nhỏ. Trước hết, cho một chút dầu đun nóng, bỏ tỏi đã đập dập vào phi thơm, cho cà chua gia vị vào đào chín mềm, thêm nước vừa ăn cùng với dứa đun sôi rồi cho sấu, me hoặc nước mẻ lọc bỏ bã vào, nêm nếm theo khẩu vị gia đình. Đun sôi khoảng 2 phút và cho cá ngần vào đun tiếp khoảng 2 phút là cá chín. Bắc ra cho thì là, rau răm, rau ngổ, hành lá vào là chúng ta đã có một bát canh chua ngon ngọt. Bát canh có màu vàng của cà chua, màu xanh của rau thơm, màu trắng của những con cá ngần chín tới, đệm thêm hương hạt tiêu, thơm nước mũi. Cái món canh cá ngần nấu chua thì thường là sơ chế cá ngần bằng cách là tôi hòa nước muối, sau đó tôi sơ chế, tôi rửa, tôi khuấy, tôi rửa, tôi nhặt xác, nhặt sạch sẽ con cá, sau đó tôi tráng với nước lạnh và tôi để ráo, sau đó tôi đập gừng, tỏi và hành. Tôi ướp cùng với gia vị là hạt nêm, súp và một chút nước mắm và thêm một chút đường nữa. Đấy, thế và tôi ướp cá với các cái gia vị đó khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó rồi tôi cho vào, tôi cho cà chua này và dứa này xào lên một chút để ngấm mắm muối, sau đó rồi tôi cho bát nước sôi vừa đủ ăn cho gia đình và đun sôi lên khoảng 1 đến 1 phút rưỡi để cho các cái vị chua của dứa và của cà chua ngấm ra với cùng với gia vị. Sau đó tôi cho cá ngần đã ướp vào đun sôi nhỏ lửa và khoảng 1 đến 2 phút là cá chín. Cá ngần đặc biệt là chín rất nhanh bởi vì con cá nó nhỏ. Thế và sau khi cá ngần đã chín thì tôi cho thêm một thìa nước mắm và tôi cho gia vị hành lá, rồi thìa là và rau răm. Đấy, sau đó sôi sủi lên thì tôi bắc ra. Chả cá ngần cũng là món được nhiều bà nội trợ lựa chọn. Chỉ cần khoảng 200 g cá ngần rửa sạch, 3 quả trứng gà, hành khô băm nhỏ, hành tươi, lá mùi tàu, thì là, hạt tiêu, hạt nêm. Trộn tất cả nguyên liệu vào với nhau. Nếu thích ăn thịt thì chúng ta cũng có thể cho thêm khoảng 200 g thịt băm vào, trộn đều, rồi cho lên chảo dầu rán. Chả cá ngần được chấm với nước mắm pha với chút chanh, tỏi ớt, thêm chút tiêu xay là ngon nhất. Con rất thích ăn cá ngần. Mỗi lần bà con chế biến những món ăn về cá ngần thì con ăn rất là nhiều cơm. Mùa này thì nhất là mùa hè thì bà xã tôi lại hay mua cá ngần về để chế biến các món ăn như là canh chua với loại chả. Nói chung là cũng nhiều món để chế biến từ cá ngần. Thì tôi ăn rất là ngon và mình cảm thấy là nó rất nhiều chất dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe vì nó là cái dòng cá sạch tự nhiên. Thế thì gia đình tôi thì cũng có người nhà ở Hà Nội, anh em bạn bè thì cũng nhiều. Thế thì thỉnh thoảng xuống thì bà xã cũng hay mua xuống, là gia đình tôi mang xuống
cho anh em dưới đấy thì được anh em rất là tán thưởng và rất là thích cái món quà đặc sản của Hòa Bình. Ngoài món canh chua, chả, thì cá ngần còn sim chua ngọt, cá ngần cuốn lá lốt, cá ngần om dưa. Với cá ngần, người ta ăn với cơm cũng ngon, nhậu cũng tuyệt, mà ăn như món khai vị trong bữa tiệc cũng rất hợp lý. Chế biến món ăn từ cá ngần rất dễ, không cầu kỳ, nhưng lại ngon và hợp với mọi lứa tuổi.